Tìm chiếc xe công tốc xin bánh chào anh em nha. Hôm bữa mình có coi TikTok có một anh chia sẻ một cách làm cho thắng bigger này nè, rất là ok nha anh em. Mình hôm nay mình sẽ làm, mình chia sẻ lại cho anh em xem chơi nha. Đó, dùng một cái mắc sên nha anh em. Ắc mắc sên là 9 ly nè. Mình lấy cái ắc màu đen trong này nè, đó là nó vừa với con ốc nha. Bây giờ mình lối ra. Thì lối ra rất là đơn giản nhẹ nha anh em chứ nó không có bị cứng nha. Đây mình lấy cái lục giác 4 ly mình lối trước. Mình đóng trước nha, đóng trước cho nó có cái dấu ga. Nó nhẹ lắm anh em cứ làm nóng là nó nha ra. Rồi xong cái mình lấy con bồ lon 6 ly á. Đó, bồ lon 6 ly là nó vừa luôn, mình để xuống mình đóng văng ra. Thì dây déo này mình đã xem trên TikTok của ông anh thợ chia sẻ, mình thấy làm được mấy lần thấy ok anh em. Mình thấy cứng lắm nha anh em. Đó. Cây cát này nè anh em, vừa với con bồ lon luôn. Thì cũng cảm ơn anh em thợ đó chia sẻ nha. Hôm nay mình làm chia sẻ lại cho những anh em nào mà chưa thấy cái dây déo này nha. Đó, nó vừa khính với này luôn, nó vừa được xây nha. Là mình thấy làm này là chất lượng á anh em. Chất lượng hơn cái mới luôn á. Nếu như mà thật ra cái mới là chất lượng hơn mới đây, đóng le đây. Đó, giờ mình chỉ phan đó mình đóng vô. Phan đó đóng vừa vô nha anh em. Thì mình không có phan, mình lấy cái mình không phan đâu, mình sẽ gien thôi. Mình gian cái lỗ đó ra 7 8 ly xong mình len ra 9 ly cái mình đóng vô luôn, mình nó im hơn mà mình phan. Nói tại ăn méo á anh em, nếu như ăn méo mà anh em phan á là nó sẽ méo ha. Còn mình gian ốc ra là nó không có méo. Đó, để vô đóng dễ, rất là dễ anh em. Và cứng luôn á. Thì anh em nào thấy cái cách này có hữu ích thì anh em nên sử dụng ha. Còn không thích sử dụng thì xem chơi cũng vui đó anh em. Đó. Đây mình đóng vừa bằng mặt luôn, không có cần cắt mài gì hết trơn á, đóng là vừa bằng luôn á. Mình đút vô con ốc vô là nó khít, rất là khít, nó vừa khít nè, nó có độ gơ nhẹ xíu ha. Rồi bây giờ thì cái tay thắng thì bóp lâu ngày thì nó hay mòn, mình lấy cái bát của Yamaha, cái bát bát kẹp á, mình bẻ một miếng lấy cái này là vừa vô cái lỗ ngóc luôn đó. Cái bát cái lỗ đó là vừa ngóc luôn đó, mình để vô canh tùy theo cái thắng nào của anh em mà bị mòn ít hoặc nhiều ha. Thì cách mình làm đây mình cũng thấy, mình chia sẻ lại cho anh em xem chơi, nếu như thấy hữu ích thì anh em làm nha. Rồi giờ mình bắt cho anh em đó, nó độ gơ gơ vậy đó, giống như cái mới thôi. Nếu như anh em thì không làm, thích làm thì thay cái mới, còn thích giữ tay thắng cũ lại thì làm nha. Rồi video thì tới đây cũng kết thúc. Cảm ơn anh em thợ đã chia sẻ video là mình làm nha. Rồi tất cả cảm ơn tất cả anh em đã xem video và hẹn anh em gặp video lần sau. Nếu như mà thấy có hữu ích thì cho mình xin like nha anh em. Rồi chúc anh em một ngày thật tuyệt vời.